Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết tính đến 12 giờ ngày 29 tháng 4, toàn quốc đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Và so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ của năm trước thì đã giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 31 vụ làm chết 15 người, bị thương 20 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người tại Khánh Hòa. Cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý 9.248 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 23 tỷ đồng, tạm giữ 169 ô tô, hơn 2.900 xe mô tô, 10 phương tiện khác, tước hơn 2.270 giấy phép lái xe các loại. Về tình hình ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 13 giờ đến 23 giờ ngày 28 tháng 4 và từ 5 giờ đến 8 giờ ngày 29 tháng 4, lưu lượng phương tiện tại khu vực các cửa ngõ tuyến cao tốc quốc lộ tiếp giáp tăng đột biến theo cả hai chiều ra vào thành phố. Sáng ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Bùi Thị Dần, trú tại huyện Hàm Thuận Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2011, thông qua việc buôn bán tại chợ 28 thuộc thị trấn Thuận Nam, Bùi Thị Dần đã rủ một số người chơi hụi và vay mượn số tiền, lãi suất từ 2% đến 6% một tháng. Đến năm 2019 thì không còn khả năng trả nợ, đồng thời vỡ hụi. Tổng số tiền vay mượn và chơi hụi mà đối tượng chiếm giữ của 60 người tham gia là trên 30 tỷ đồng. Hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp vừa bị công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La phát hiện bắt giữ tại khu vực bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La của tỉnh Sơn La vào sáng nay. Hai đối tượng là Hờ A Phổng và Mùa Thị Sông, trú tại xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ tại chỗ 4.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một số vật chứng. Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để mang sang Yên Bái kiếm lời. Đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hành vừa triệt phá tụ điểm đá gà, số tiền thu giữ gần 100 triệu đồng. Điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại quán cà phê ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành do đối tượng Tà Hùng Khánh làm chủ, tổ chức với số tiền ghi cá độ là gần 82 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 18 đối tượng, 2 con gà đá cùng gần 100 triệu đồng tiền mặt, phương tiện và các dụng cụ để tổ chức đá gà. Tụ điểm đá gà hoạt động trong quán cà phê luôn có người tổ chức bảo vệ, canh theo dõi người lạ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên là rãnh áp thấp, từ sáng ngày 29 tháng 4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Mưa to kèm theo lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có 253 nhà ở bị thiệt hại. Tổng diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại là trên 680 ha. Mưa to kèm dông lốc cũng khiến cho hơn 20 cột điện bị đổ. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực thành phố Yên Bái. Ước thiệt hại do mưa to và lốc xoáy trên toàn tỉnh là khoảng 11 tỷ đồng. Chuyển sang những nội dung khác, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cứu được 4 người bằng xe thang chữa cháy, giải thoát 15 người khác và hướng dẫn cho 150 người dân ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ tại chung cư. Vào khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 4 đã xảy ra một vụ cháy tại căn hộ 1008 tầng 10 của chung cư Nguyễn Kim, cao 22 tầng, có địa chỉ số 505 đường Nguyễn Kim, phường 7, quận 10. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được tin báo và đã điều động đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 hỗ trợ chi viện thêm lực lượng chữa cháy từ quận 11. Tổng cộng là 78 cán bộ chiến sĩ, 13 xe chữa cháy chuyên dụng được triển khai đối phó với tình huống khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng giải cứu những người mắc kẹt ra khỏi căn hộ và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, 20 trên 56 mét vuông diện tích của căn hộ bị lửa thiêu rụi, nhiều đồ vật trong căn hộ bị hư hỏng do cháy. May mắn không có ai bị thương trong vụ cháy này. Đã bảo vệ được 36 mét vuông căn hộ cũng như là ngăn chặn được nguy cơ cháy lan sang các căn hộ khác. Tổn thất được ghi nhận chủ yếu về tài sản, vật dụng, vụ cháy không gây thiệt hại đến sức khỏe và tính mạng con người. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết tính đến 12 giờ ngày 29 tháng 4, toàn quốc đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Và so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm trước thì đã giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương.
Trong đó đường bộ đã xảy ra 31 vụ làm chết 15 người, bị thương 20 người, đường sắt xảy ra một vụ làm chết 1 người tại Khánh Hòa. Cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn 9.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 23 tỷ đồng, tạm giữ 169 ô tô, hơn 2.900 xe mô tô, 10 phương tiện khác, tước hơn 2.200 giấy phép lái xe các loại. Về tình hình ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 13 giờ đến 23 giờ ngày 28 tháng 4 và từ 5 giờ cho đến 8 giờ ngày 29 tháng 4, lưu lượng phương tiện tại các khu vực cửa ngõ các tuyến cao tốc, quốc lộ tiếp giáp tăng đột biến theo cả hai chiều ra vào thành phố. Vào sáng nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang và Bến Tre đã ùn ứ nghiêm trọng ở cả hai hướng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều lần phải dừng thu phí để giảm ùn tắc giao thông. Ngay từ 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4, lưu lượng xe lưu thông theo hướng tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long bắt đầu tăng cao. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã cử lực lượng túc trực hai bên cầu Rạch Miễu, đồng thời liên tục phối hợp điều tiết giao thông trên cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe, tránh gây ùn tắc kéo dài. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu, trong sáng nay, do mật độ lưu thông quá đông, đơn vị đã 3 lần dừng thu phí. Cụ thể đã 2 lần dừng cho 3 làn 135 hướng Tiền Giang đi Bến Tre, 1 lần dừng thu phí 10 phút đối với 3 làn 246 hướng Bến Tre qua Tiền Giang. Theo dự báo, thì tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay trùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thời gian kéo dài 5 ngày. Ở đây là dịp nhiều du khách sẽ tìm đến Nha Trang, Khánh Hòa để tham quan nghỉ dưỡng và công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí trong dịp lễ này đang được lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện. Thành phố Nha Trang những ngày này rất đông du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả các hoạt động du lịch, Công an thành phố Nha Trang đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp công tác nhằm chủ động trong việc phòng ngừa, đi đôi với đẩy mạnh tấn công trấn áp hoạt động của tội phạm. Liên tục các vụ án mua bán trái phép chất ma túy, các băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản của khách du lịch đã bị lực lượng công an thành phố điều tra bắt giữ. Chúng tôi đã kịp thời là chứ là tham mưu cho lãnh đạo thành phố xây dựng là cái kế hoạch đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Nhất là tội phạm và cướp giật trên khu vực tuyến biển và trung tâm thành phố, triển khai đồng bộ các biện pháp cho công an các xã phường để là phối hợp cùng với các lực lượng để huy động các lực lượng và tham gia trong cái công tác này. Ra soát kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện khai báo lưu trú của các cơ sở kinh doanh lưu trú, kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy tại các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, cơ sở kinh doanh karaoke, nhắc nhở chấn chỉnh và khắc phục ngay những thiếu sót sơ hở. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong những ngày này. Ngoài việc kiểm tra, lực lượng công an còn vận động các chủ cơ sở ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự, không có hành vi tăng giá vượt quy định, đồng thời có những hình thức tuyên truyền giúp cho chủ cơ sở có thêm kiến thức về phòng chống tội phạm. Cơ quan chính quyền thì cũng thường xuyên tham gia nhắc nhở cái vấn đề là khách khi mà tham quan du lịch ở Nha Trang thì nên phòng ngừa cướp giật hoặc là trộm cắp, và đồng thời là khách sạn bên em là vẫn tham gia nhắc nhở khách để tránh những trường hợp mà không mong muốn xảy ra. Thì qua kiểm tra thực tế, các cơ sở kinh doanh lưu trú đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú. Ngoài ra, còn cho các cơ sở lưu trú ký cam kết không tăng giá dịch vụ dịp nghỉ lễ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Đồng thời thì nhắc các cơ sở có sự khuyến cáo đối với các du khách trong cái việc mà chú ý đảm bảo cái bảo quản tư trang, tài sản. Cùng với việc bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã đã góp phần tạo luồng gió mới cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong thành công chung đó có sự đóng góp đắc lực của quần chúng nhân dân, cán bộ thôn bản, trong đó có công an viên bán chuyên trách ở các thôn bản. Tuy nhiên hiện nay mức chế độ chính sách phụ cấp hàng tháng cho lực lượng này vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đòi hỏi phải có hành lang pháp lý nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. 18 năm tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã biên giới, công an viên Vì Văn Quân cũng như nhiều công an viên khác được ví như những cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực trong lực lượng công an xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xử lý tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, số tiền phụ cấp hàng tháng chưa đến 1 triệu đồng, nhiều lúc khiến cho anh Quân và 18 công an viên tại các bản gặp khó khăn trong quá trình công tác. Hàng tháng đấy, rất khó khăn vì là được mấy tháng này được đến hơn 800. Thế là cũng chưa đảm bảo về cái sự chất cho cái đường đi lại, tức là xa, về tức từ địa điểm từ bản đến cơ sở để ra ban giao dịch đấy là cũng rất xa và khó khăn. Bản thân tôi mong muốn là tăng phụ cấp cho cái công tác của bản để đảm bảo hơn. Đây là những đồng chí mà trực tiếp tại địa bàn cơ sở, thông thạo địa bàn, nắm rõ hoạt động của các đối tượng, từng vụ việc, từng nhiệm vụ đều có cái vai trò và có sự tham gia của các đồng chí. Tuy nhiên là hiện nay là cái phụ cấp mà các đồng chí đang được hưởng là chưa được tương xứng so với lại những cái công sức mà các đồng chí đã đóng góp. Trên thực tế, để có mức phụ cấp 800.000 đồng một tháng cho lực lượng này, tháng 1 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố, thuộc xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đã tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định về mức hỗ trợ đối với công an viên ở bản. Kinh phí hỗ trợ đối với lực lượng công viên ở bản còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy là gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động lực lượng công an viên ở bản tham gia nhiệm vụ cùng với lực lượng công an chính quy. Từ thực tế trên, cũng đề nghị các cấp các ngành xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ kinh phí cho lực lượng công an viên ở bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân xã là cũng có một số đề xuất đối với Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn đối với cái mức phụ cấp đối với công an viên của xã cũng như là công an viên bản để làm sao là đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện cái đảm bảo an ninh trật tự an toàn địa bàn trên địa bàn xã Phiêng Pằn ạ. Từ những khó khăn vướng mắc trên, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới đây. Việc xây dựng luật nhằm điều chỉnh, thay đổi về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Luật hóa cái lực lượng công an xã không chính quy lên để làm việc đó và đồng thời có một số lực lượng khác thực tại nó đang hoạt động ở cơ sở. Ví dụ như là bảo vệ an ninh khu phố rồi những việc nó tương tự như là những cái hoạt động của công an ở xã thì cũng đưa vào để có cái hoạt động này. Trước đây là địa phương, ngân sách địa phương phải chi một cái khoản nhất định cho lực lượng công an xã không chuyên trách. Và kinh phí ở cái số đó là giảm. Vì nhiều nhiệm vụ ở đây là công an chính quy đã đảm nhiệm. Đấy, đây là lực lượng hỗ trợ thôi. Thành ra chúng tôi đảm bảo được là người về ngân sách là không tăng so với trước đây. Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định về mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng sẽ là nguồn động viên để lực lượng này duy trì và phát huy tốt hiệu quả hoạt động, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an, cùng lực lượng công an đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, vào đúng ngày 30 tháng 4 của 48 năm về trước, rực rỡ cờ hoa, người dân thủ đô hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Những hình ảnh đó vẫn còn đọng lại rất rõ trong trái tim của những người có mặt tại Hà Nội trong thời khắc lịch sử đó của dân tộc. Theo lời kể của những người trải qua lịch sử như ông Nguyễn Đăng Việt, sau khi nghe tin miền Nam giải phóng trên đài phát thanh, cả Hà Nội khi đó ngập tràn trong sắc cờ hoa, mọi người đổ ra các ngả đường, nhà nhà treo cờ, các công sở, nhà máy treo cờ.
trên đường phố, cờ đỏ dọc hai bên phố, bay phấp phới trên nóc xe ô tô, trên ghi đông xe đạp, trên tay người lớn, trẻ em. Năm học nó gần kết thúc thôi, tức là cuối kỳ của năm học ấy. Thì ngày xưa thì có cái công tác đoàn nó phát triển rất là mạnh. Thì các đoàn viên thanh niên lúc bây giờ là bọn tôi bắt đầu đi cùng với lại nhân dân là xuống đường. Mừng lắm, đi xuống đường là bắt đầu đi dọc theo cái tuyến chỗ hàng trống lên để đi ra đường đôi của chỗ Lý Thái Tổ đấy. Và nhân dân Hà Nội thì họ vui lắm. Họ rất phấn khởi là vì đây là một cả một quá trình đấu tranh giành độc lập của đất nước. Mà nó có một cái hay nữa là cái bài hát mà như có Bác Hồ Trung Huy để thắng ấy, cái bài hát lịch sử của nhân dân mình đấy, mà được sáng tác rất là nhanh. Tất cả là vừa hô vang Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 năm này, xong rồi đồng thanh hát cái bài như có Bác Hồ Trung Huy để thắng. 48 năm về trước, khi đó ông Trịnh Thanh Phương đang là cán bộ được cử đi học tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, là một trong những người đầu tiên được nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trong ngày 30 tháng 4. Cảm xúc trong ông như vỡ òa. Chúng tôi luôn luôn ở cái tâm thế chờ đợi đến lúc là Tổ quốc, quân đội gọi tên mình lại tiếp tục ra đi trong những ngày cuối của chiến tranh. Nhưng khi chúng tôi chưa kịp nhận được cái vinh dự đó thì tin chiến thắng đã ập về và chúng ta đã hoàn toàn giải phóng miền Nam đây và làm chủ dinh độc lập. Là thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội có trọng trách lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Suốt những năm tháng kháng chiến, thủ đô Hà Nội luôn hướng về miền Nam với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, hết lòng, hết sức cùng cả nước động viên cổ vũ cuộc đấu tranh kiên cường của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, chi viện sức người, sức của cho miền Nam đến thắng lợi cuối cùng. Như tôi chẳng hạn, tôi đã từng tham gia chiến trường. Thì lúc đó tất cả những hình ảnh, những bạn bè chiến hữu của tôi, những người đã nằm lại mặt trận đấy, nó hiện về. Thì cái xúc động ấy để nói rằng cái chiến thắng này nó lớn lao đến mức mà nó làm bung lên tất cả những cái cảm xúc bấy lâu nay phải kìm nén. Thì có thể nói là người dân Việt Nam đã nghĩ tới một cái đoạn là ngày mai rồi thì chúng ta sẽ vô cùng sung sướng. Không có gì phải lo lắng nữa, bởi cái chiến tranh nó ghê gớm quá, nó ác liệt quá, nó thảm khốc quá. Còn nói về cái đóng góp ấy, thì cũng nói một câu mà có lẽ cả thế giới người ta đều thừa nhận. Không có miền Bắc, hậu phương lớn ấy, thì không có sự nghiệp giải phóng miền Nam. Gần 5 thập kỷ đã trôi qua, song ký ức về ngày giải phóng miền Nam năm ấy thì vẫn mãi là những hoài niệm không thể quên với những người chứng kiến. Trong những ngày tháng tư lịch sử, những cảm xúc hùng tráng, tự hào lại như dậy lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhắc nhở kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mừng ngày non sông thu về một mối. Thưa quý vị, ngay từ chiều ngày 28 tháng 4, người lao động, học sinh làm việc và học tập từ các thành phố lớn bắt đầu về quê nghỉ dỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giúp cho người dân đi lại trong đợt nghỉ lễ năm nay được an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ người dân trên đường về quê nghỉ lễ. Tại nhiều tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt. Liên tiếp từ chiều tối ngày 28 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại nhiều điểm tặng sữa, tặng nước uống, khăn lạnh và sửa xe miễn phí cho người dân. Đối với các trường hợp không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng mũ không đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành xử lý bằng hình thức nhắc nhở, tuyên truyền, thu mũ bảo hiểm không đạt chuẩn và tặng mũ bảo hiểm mới cho người dân để đi đường thật an toàn. Giữa cái nóng oi bức đầu hè, một chai nước mát, một chiếc khăn lạnh giúp người dân thoải mái và tỉnh táo hơn. Sau những ngày mưu sinh vất vả, đường về nhà bỗng gần hơn. Hành trình về quê trở nên an toàn hơn khi có sự đồng hành của lực lượng cảnh sát giao thông.